Dự trù kinh phí cho các V-Blinks đi đu đen hồng. Ở Sài Gòn bay ra Hà Nội mà lại xem cả hai đêm diễn thì cũng ngốn đâu đó 6 tháng cày cuốc của người lương 5 triệu. Kể từ trưa đến giờ phát hiện rất nhiều người đang đi học đi làm, nhưng tâm hồn thì cứ Blackpink với đen hồng trong khu vực của bạn. Blackpink sẽ tổ chức 2 đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình. Giá vé bao nhiêu thì không rõ vì chưa có thông báo chính thức. Nhưng chúng mình cũng xin mạn phép làm một bài toán dự trù kinh phí. Nếu bạn ở Hà Nội thì không nói, nhưng với miền Nam hay miền Trung, ắt hẳn sẽ phải tốn tiền tàu xe hoặc máy bay. Đã vậy còn muốn sống trọn vẹn cảm xúc, đắm mình trong âm nhạc của idol thì cũng gây đấy. Ví dụ bạn tham dự cả 2 đêm mà giá vé 9 triệu là bạn đã mất 18 triệu rồi. Hơn nữa, tiền vé máy bay khứ hồi Sài Gòn Hà Nội 3 triệu rưỡi, ăn uống đi lại trong mấy ngày, rồi lightstick gần một củ bạc thì e là tốn đấy. Tính cái váy lại thì với người lương 5 triệu một tháng mà tiết kiệm chẳng ăn tiêu gì thì cũng không đủ. Nhưng đây là cơ hội vàng chẳng thể bỏ lỡ. Nếu không phải là lần này tại sân nhà chúng ta thì sau này đi Thái, đi Sing còn tốn hơn nhiều, nên các bạn cân nhắc nha.